Bạn cảm thấy những con sóng đang đánh vào người. Bạn thức dậy và phát hiện ra mình đã trở thành một người khổng lồ và đang đứng trên biển. Nước nhỏ giọt xuống nhiều như mưa. Bạn còn cao hơn tượng nữ thần tự do nữa. Bạn quan sát tay mình để so sánh với chiếc xe bán hot dog nhỏ bên dưới. Bạn cầm cái xe lên và đặt gọn nó trong lòng bàn tay, rồi vô tình bóp nát nó. Đột nhiên, bạn cảm thấy hơi nhói ở mắt cá chân. Bạn nhìn xuống và thấy có vài người đang xô bạn đi, trong khi phần lớn những người khác đang bỏ chạy toán loạn vì sợ hãi. Một số đang chụp hình bạn, những người khác hét lên rằng hãy cút đi. Bạn bước một bước ra đường chính và dẫm nát một chiếc xe không có người bên trong. Những người đứng dưới bạn tản đi như kiến. Bạn đi bộ sâu hơn vào thành phố và nhận thấy có một bức tường lớn bao quanh phần còn lại của nơi này. Bạn đi về phía trung tâm và nghiền nát mọi thứ bên dưới. Bạn nhìn thấy những người khổng lồ khác đang đứng ở đường chân trời ngay cạnh biển và đi về thành phố nằm sau lớp tường chắn. Có thứ gì đó đang kêu gọi đàn người khổng lồ đến nơi ấy. Rất nhiều người đứng trên bức tường và hét lên để cảnh báo. Những người khác cũng tham gia để bảo vệ bức tường. Số còn lại thì di tản và trốn trong các lỗ nhỏ. Bạn nhận thấy một số người khổng lồ sở hữu những đặc điểm rất kỳ quặc và có tay chân không cân đối. Một số đi bằng bốn chân, số khác có cánh tay rất dài, có thể vươn tới mọi thứ. Bạn di chuyển một chút và suýt dẫm phải ai đó. Cô đứng ngây như phỗng. Bạn nhấc cô ấy lên và để ngang tầm mắt của mình. Cả hai đang nhìn nhau. Bạn đặt cô ấy trên vai trong khi những người khổng lồ khác bước qua mặt bạn để đi về phía thành phố. Họ xô đẩy bạn trong khi bạn đang đứng yên. Họ dễ dàng đập nát bức tường để đi vào, rồi phá hủy luôn thành phố. Không hiểu sao bạn đã thoát được trạng thái thôi miên đang kéo bạn đến thành phố. Bạn quay người và trở lại vùng biển cùng cô gái vẫn ở trên vai bạn. Bạn tới được chỗ sâu nhất trên biển và vẫn đang đi. Người phụ nữ sợ hãi và không biết phải làm gì. Bạn đặt cô ấy trên một hòn đảo nhỏ và nhìn cô ấy chăm chăm. Cô ấy không thể nhìn thấy mặt trời vì đầu bạn đã chắn mất. Bạn đặt cô ấy ở đó một lúc trong khi tắm nắng và cố tìm hiểu xem tại sao mình lại ở trên hành tinh này và điều gì đã khiến bạn muốn cứu người phụ nữ kia. Đêm xuống và bạn cảm thấy buồn ngủ. Người phụ nữ thì ngủ dưới gốc cây. Bạn đứng yên trong khi những cơn sóng vẫn đánh qua đánh lại. Đột nhiên, sóng mạnh lên và bạn cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển dưới nước. Bạn nhìn xung quanh nhưng trời quá tối để quan sát chuyện đang diễn ra. Bạn nhanh chóng nhấc người phụ nữ lên và đặt cô ấy lên vai. Cô ấy tỉnh dậy. Bạn nhìn thấy những người khổng lồ đang bơi và đi về phía bạn là hết. Họ bắt đầu đuổi theo và cố gắng bắt kịp bạn. Bạn bước đi nhanh hết mức có thể, khuấy động làn nước và làm vỡ thềm đại dương. Bạn nhìn thấy một con tàu chở hàng trước mặt và cẩn thận dịch nó sang một bên để không gây tổn hại đến nó. Nhưng dường như những kẻ khổng lồ đang đuổi theo bạn chẳng quan tâm đến con tàu và đã đánh chìm nó khi cố gắng tóm lấy bạn. Bạn cảm thấy mình đã đến những bãi đất nồng hơn và bạn bắt đầu chạy. Bạn đang có mặt tại một đất nước mới toanh, nơi này được san phẳng bởi những người khổng lồ. Các tòa nhà dẹp lép, còn xà bần thì nằm rải rác như những mẩu bánh mì nho nhỏ. Ở phía xa, bạn có thể thấy một số người khổng lồ khác đang thức dậy bên bờ biển và nhìn bạn chăm chăm. Họ có thể ngửi thấy mùi của con người trên vai bạn và bắt đầu đuổi theo bạn. Họ cũng có vẻ ngoài kỳ lạ và sở hữu những đặc điểm khác thường. Không có nơi nào để trốn ở ngoài trời, vì vậy bạn hướng về dãy núi. Ở đó, bạn có thể nấp trong thung lũng gần một thác nước lớn. Bạn nhận thấy da của mình bắt đầu đổi màu và hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Mỗi người khổng lồ đều có một đặc điểm riêng để tự khám phá. Hóa ra, năng lực của bạn là thay đổi màu da. Người phụ nữ trên vai bạn đang ngủ. Bạn nhìn cô ấy và bắt đầu có cảm tình, giống như nhìn một con thú cưng vậy. Bạn không giống những người khổng lồ khác. Bạn không khao khát sự hủy diệt, mà thay vào đó bạn muốn giúp đỡ con người. Bạn nghe thấy tiếng một số người khổng lồ đang bước đi từ phía xa. Bạn lướt nhìn qua và thấy một số tên khổng lồ lớn hơn bạn những 3 lần. Họ đang tuần tra xung quanh để tìm bạn, và họ đang đến gần hơn. Bạn vô tình gây ra tiếng động, và họ phát hiện ra bạn. Họ bắt đầu đuổi theo bạn. Bạn đứng dậy rồi bỏ chạy. Bạn đang phóng như bay qua một số địa hình gồ ghề. Vài người khổng lồ khác nhảy ra trước mặt bạn, trong khi những người đuổi theo bạn đang đứng phía sau. Bao quanh bạn là 5 người khổng lồ, tất cả đều lớn hơn bạn 3 lần. Bạn đặt người phụ nữ xuống một nơi an toàn và chuẩn bị tự vệ. Họ cố gắng tấn công bạn từ mọi phía, nhưng bạn đã nhảy lên và né được đòn. Tên khổng lồ to lớn nhất chộp lấy bạn
và cố gắng đè bạn xuống, nhưng bạn đã né được và đẩy anh ta ra. Những người còn lại cố gắng bắt bạn, nhưng bạn đã di chuyển và tránh được cú vỗ của họ. Bạn nhìn thấy một vách đá dựng đứng và hướng về phía đó, trong khi họ vẫn đang đuổi theo bạn. Bạn quay lưng về phía vách đá, trong khi họ đang nhích từng bước về phía bạn. Họ nhảy vào người bạn, nhưng bạn đã cú xuống. Họ rơi khỏi vách đá và lao xuống biển. Kẻ lớn nhất vẫn ở đó vì anh ta biết bạn định làm gì. Một chọi một, bạn chẳng có cơ hội nào khi đối đầu với hắn. Bạn ngửi thấy người phụ nữ đang cố gắng chạy về phía một đám đông người khổng lồ đang tiến về phía bạn. Da bạn đổi màu, bạn trượt qua kẻ khổng lồ đầu đàn và lao đến chỗ người phụ nữ để cứu cô ấy. Tên thủ lĩnh không nhanh bằng bạn, vì vậy bạn có thể dễ dàng vượt qua anh ta. Nhưng đám đông tán loạn sắp dẫn nát người phụ nữ rồi. Bạn nhảy đến trước mặt họ và chộp lấy cô ấy. Những người khổng lồ khác hoảng hồn và tức giận vì bạn đã cứu cô. Bây giờ tất cả những người khổng lồ đều đã biết đến bạn và đang đi tìm bắt bạn. Vài ngày sau, dường như họ không còn bám đuổi bạn nữa. Bây giờ bạn đang ở giữa sa mạc. Người phụ nữ vẫn ngồi trên vai. Cô xây cho mình một nơi trú ẩn nhỏ để ngủ mà không bị quấy rầy. Bạn đang cố hết sức để thoát khỏi sa mạc vì ai cũng có thể phát hiện ra bạn. Bạn mệt mỏi và cần uống nước. Khó khăn lắm bạn mới lê nổi chân trên cát. Bạn ngồi xuống, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng mặt trời quá gay gắt. Bạn đang đổ mồ hôi rất nhiều và nó chảy xuống người phụ nữ. Cô ấy cố gắng nói chuyện với bạn, nhưng bạn không hiểu cô đang nói gì. Bạn càng lúc càng yếu đi và không thể cử động được nữa. Bây giờ mới chỉ là buổi trưa, mặt trời đang ở đỉnh đầu. Bạn dùng tay tạo ra một chỗ râm mát để bảo vệ người phụ nữ khỏi ánh mặt trời như thiêu đốt. Ngày qua đi và đêm xuống. Bạn đã dành cả ngày dưới ánh nắng mặt trời và giờ là giữa cái lạnh của sa mạc. Bạn đặt người phụ nữ vào bàn tay và đặt tay còn lại phía trên để tạo ra một mái vòm ấm áp nhằm bảo vệ cô khỏi gió lạnh. Trời tối đen như mực và bạn không biết mình sẽ đi đâu. Bạn vẫn tiếp tục bước đi và dẫm lên những cồn cát ở khắp mọi nơi. Trời lại sáng rồi. Bạn nhìn thấy những dấu chân lớn của một người khổng lồ kỳ lạ. Có vẻ như anh ta còn lớn hơn kẻ tại vách đá nữa. Bạn bỏ chạy nhanh nhất có thể, nhưng không có nơi nào để trốn. Đột nhiên, bạn thấy anh ta đứng yên. Anh ta cao hơn tất cả những người khổng lồ mà bạn từng gặp. Anh ta đang ngủ và lấy năng lượng từ mặt trời. Một số người khổng lồ thích nghi được với những kiểu khí hậu và địa hình khác nhau. Người này cao và có thể vươn tới mặt trời để lấy nhiều ánh nắng hơn. Bạn rón rén đi xung quanh để không đánh thức anh ta, nhưng anh ta có thể cảm nhận được mọi thứ quanh mình. Anh ta giật mình và đuổi theo cho đến khi bạn ra đến biển. Vì không thích nước nên anh ta vẫn ở trên bờ và hét vào mặt bạn trong khi bạn bơi khỏi đó.